là điểm nóng COVID-19 với số ca bệnh liên tục tăng cao. Hiện nay, quận Liên Chiểu đang triển khai quyết liệt các biện pháp bao gồm cả y tế lẫn hành chính để ngăn chặn đà lây lan, sớm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Từ ngày 16 tháng 10 đến nay, trong trạng thái thích ứng, phường Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc là hai điểm nóng nhất tại quận Liên Chiểu. Cả hai địa phương này đến nay đã có hơn 300 trường hợp mắc COVID-19, với nhiều điểm đã được phong tỏa theo phạm vi phù hợp. Số ca F0 nó đã phân bổ hầu hết các tổ dân phố trên địa bàn phường. Thì phường Hòa Khánh Nam cũng đã quận tăng cấp độ từ cấp độ 2 lên cấp độ 3, tương đương với vùng cam. Đối với các tổ COVID cộng đồng hiện nay thì cũng đã tăng cường vai trò trách nhiệm giám sát các cái khu vực mà phong tỏa F0 trên địa bàn phường. Hiện nay phường Hòa Khánh Nam thì theo chỉ đạo quận là tất cả những F1 là cách ly tại nhà hết. Phường hiện nay đến thời điểm bây giờ là có 162 F1 đã cách ly tại nhà. Tính đến nay, quận Liên Chiểu ghi nhận hơn 500 ca mắc COVID-19. Nhiều chuỗi lây nhiễm phát sinh, trong đó ngoài ở khu dân cư thì dịch đã ghi nhận tại khu công nghiệp. Và mới đây là chuỗi lây nhiễm từ chợ Hòa Khánh đã có 155 trường hợp mắc bệnh. Đã có 2 phường nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3, 2 phường có cấp độ 2 và chỉ còn 1 phường cấp độ 1. Là yêu cầu tất các đơn vị là công an, đội quy tắc và các lực lượng tiến hành kiểm tra xử phạt 5 ca. Là thay vì tuyên truyền trước đây nhắc nhở, bây giờ mình phải xử phạt nghiêm túc. Quận đã chỉ đạo các phường là kích nám họp tất cả các tổ COVID cộng đồng để là kích nám có tinh thần làm việc lại để cho nhắc nhở người dân ở trong khu vực mình. Để sớm kiểm soát tình hình, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu quận Liên Chiểu thực hiện các biện pháp một cách triệt để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, kiểm soát dịch lây lan, khoanh vùng, phong tỏa với phạm vi phù hợp khi phát hiện các F0, đánh giá sát nguy cơ dịch bệnh để có kế hoạch xét nghiệm phù hợp cũng như chuyển cấp độ dịch. Là trong phòng chống dịch, lấy cách ly và xét nghiệm làm then chốt. Nếu như các anh chị không suy xuất cái tư tưởng đó thì chúng ta sẽ rất dễ bị chủ quan và lơ là và rất dễ bị lừng khừng giữa cái quyết định. Xuyên suốt về mặt quan điểm thì chúng ta mới thực hiện được tốt được. Với đặc thù dân số đông, lại có khu công nghiệp với lượng lớn công nhân, đặc biệt là nhiều khu nhà trọ, nguy cơ COVID-19 lây lan diện rộng tại quận Liên Chiểu là rất lớn. Lúc này, ngoài việc ứng phó về y tế thì các biện pháp hành chính cũng cần được áp dụng phù hợp để sớm kiểm soát dịch.